là ảnh hưởng sau bão, cơn bão Yagi. Tại hiện tại đang ở nhà mình đây nha quý vị và các bạn. Ngày hôm qua nó ngập đúng mạch nhà chỗ bùn vàng đấy. Hôm nay từ sáng là rút được chắc được tầm khoảng 70 phân rồi quý vị và các bạn ạ. Ngập trắng băng hết nha các bạn. Đây, cổng vào đây. Ở ngoài kia rác rửa nó quặn ra, quặn đấy. Đây là nhà mình nhé quý vị và các bạn. Phía trên mình đi lên trên xem cái khu bệnh viện nhé, bệnh viện huyện Lục Ngạn nhé. Băng nước nha các bạn. Bên kia là nhà 7 tầng là bệnh viện là huyện Lục Ngạn. Đây mình đang đứng trên trần nhé, cả nhà phải dồn hết lên trên trần ở nước. May là bưng được cái bình ga mới bếp ga lên dự trữ được ít mì tôm. Đói này, chó thì dắt hết lên đây, gà nữa này quý vị và các bạn. Đây ông bà nhà mình nuôi rất nhiều gà, gà nó bị sóng ra nó vẫn ở trên này, mênh mông biển nước các bạn. Hậu quả của sau cơn bão đây quý vị và các bạn khủng khiếp, năm nay nước lên rất nhanh nha quý vị và các bạn. Bên kia chúng ta là bệnh viện huyện Lục Ngạn đấy. Bệnh viện huyện Lục Ngạn hôm qua cũng bấp mé lên đến cái sàn của tầng 1 rồi. Đây mình ghi một chút hình ảnh về cái ảnh hưởng của cơn bão Yagi cho quý vị và các bạn nhé. Cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.